Khốn nè, anh cũng nói với tôi là anh mới chia tay người yêu cũ, nhưng mà anh vẫn còn quen hai người này. Nếu như mà hai người này không phát hiện ra anh phản bội họ rồi tới đây vạch trần anh, thì anh tính lừa tôi tới khi nào hả? Đây chỉ mới là giai đoạn tìm hiểu, đúng không? Thì tôi có quyền tôi tìm hiểu nhiều người, trong lúc đó tôi sẽ có quyền tôi lựa chọn người nào hợp nhất và người nào ok nhất, tôi chọn người đó, đúng chưa? Hà cớ gì đâu mà vô đây làm rần rần vậy hả? Tên sao? Chúc mừng ngày 8 tháng 3. Đây là món quà 8 tháng 3 muộn anh đặt làm riêng để tặng cho em đó. Em coi thử thích không? Bao dễ thương luôn. Anh tâm lý quá à. Cảm ơn anh nhiều nha. Hôm nay em cũng có một bất ngờ dành cho anh đó. Thiệt hả? Chờ em một chút. Gì vậy ta? Làm anh hồi hộp vậy? Ta da da. Chúc mừng kỷ niệm 5 tháng quen nhau của hai đứa mình. Em hy vọng là sau này em với anh sẽ cùng nhau đón thêm nhiều ngày kỷ niệm nữa, được không? Anh đồng ý. Và cũng nhân dịp kỷ niệm của hai chúng ta, anh sẽ dành tặng cho em một chút kem. Nè, anh chưa kỳ, anh đứng lại cho em. Ê, thôi, không đứng đâu. Đồ em bắt được anh đứng đó. Lại. Đồ em bắt được anh đó. Không đứng. Em kêu anh đứng lại. Không đứng, đứng đâu. Lại thôi. Ê, ai vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Làm gì mà vui dữ vậy? Ủa, hai người là ai vậy? Sao tự nhiên đi vô nhà tôi? À, sao hai em biết ở chỗ này mà tới vậy? Thằng khốn nạn, anh dám đem phụ nữ của tụi tôi ra làm trò đùa cho anh hả? Anh dám gạt tôi hả? Hôm nay tôi đánh cho anh chết. Ôi, anh đánh đi, tôi đánh lại. Tôi nói hai người dừng lại. Cô bỏ tôi ra coi. Hai người làm gì vậy? Đây là nhà tôi đó. Hai cô xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Tôi báo công an bây giờ đó. Vậy thì cô báo đi. Cô báo công an tới bắt thằng Tòi đó đó. Cô biết không? Nó yêu một lúc ba người đó. Anh dám đem tình cảm của chị em phụ nữ của tôi ra làm trò tiêu khiển của anh hả? Không có mà. Bình tĩnh lại đi. Anh đâu có là người như vậy đâu. Anh mà yêu ai á, lúc nào anh cũng chung thủy hết á. Làm gì có chuyện mà anh yêu một lúc ba người như vậy được. Anh đu trên lỗi quá rồi đó. Anh đâu bắt cá bằng tay đâu. Anh quăng lưới bắt cá mẹ không à. Chính cái shop anh mua sô-cô-la nó nói cho tôi biết hết rồi. 8 tháng 3 đến rồi các bạn ơi. Các nàng đang chờ những món quà đặc biệt của quý anh nè. Đó, thổi sô-cô-la ngọt ngào cho tình yêu nha. Ê mà nói mới nhớ, tôi kể cho các bạn câu chuyện nè. Hồi lúc sáng có một vị khách mua 3 hộp sô-cô-la tặng 3 em cùng một lúc luôn quý vị và các bạn. Thấy ghê chưa? Anh này chịu chơi ghê chưa? Ai cũng chơi như vị khách này là shop em lời to luôn quý vị. Rồi các bạn, bây giờ là mua sô-cô-la 120k một hộp. Nếu khách nào mà mua 2 hộp tôi còn 200k, 3 hộp còn 220k. Chỉ có trên like là thôi các bạn. Các bạn mua thì nhớ comment cho mình nha. Ôi, cái ông này ghê thiệt chứ. Mua 3 hộp sô-cô-la tặng cho 3 em cùng một lúc. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra ha. Nhắc mà nhớ, người ta dù gì cũng tặng 3 hộp sô-cô-la cho 3 em cùng một lúc. Ai như người yêu mình, lễ 8 tháng 3 hả mà im ru vậy đó. Giận luôn. Tên 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 tên, hello Tục Tưng. Sao, làm gì ngồi đó nói gì nhí vậy hả? Anh có bất ngờ dành cho em nè. Đây, thấy gì chưa? Đây là quà 8 tháng 3 muộn anh đặt riêng để dành tặng cho em đó. Em coi thử thích không? Anh làm em bất ngờ quá. Ngày lễ nào cũng tặng quà cho em hết. Anh xin lỗi nha. Đợt 8 tháng 3 vừa rồi anh bận đi công tác nên không có chuẩn bị quà cho em kịp. Anh vừa về tới là anh đặt riêng món quà đặc biệt tặng cho em liền. Để cưng em chưa? Em biết mà. Em biết là cục cưng thương em nhất. Để bây giờ em khui quà nha. Để coi thử tặng cái gì cho em đây. Bao dễ thương luôn. Món quà rất là đặc biệt. Cầm cho em đi. Lại còn viết thiệp nữa chứ. Vậy là chúng ta đã ở bên nhau được 2 mùa lễ rồi. Cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh. Chúc em ngày 8 tháng 3 luôn xinh đẹp, rạng rỡ. Anh yêu em. Sao? Đây á nha, là những mà cái lời chân thành tự anh viết ra luôn đó.
anh biết đó là tuy anh không có giỏi mà viết văn này nọ, không có hay như người ta, nhưng mà những lời này là tâm tình của anh gửi đến em. Nhưng mà anh ơi, em thấy cái hộp sô-cô-la nè Nguyên Nguyên á, giống như cái shop hồi nãy á, có một shop live stream bán á. Em nói gì ta? Sao quen được? Em nhầm rồi đó. Anh đảm bảo với em một điều, đây là hộp sô-cô-la anh đặt riêng, chỉ một hộp duy nhất. Và hộp đặc biệt này là anh dành tặng cho em yêu của anh thôi. Có thể á, là hồi nãy em xem là nó trùng mẫu, là nó khác màu, chứ không thể nào mà là hộp này được, hiểu chưa? À, quên nữa, anh chỉ xin nghỉ buổi trưa để qua đây tặng quà cho em thôi. Bây giờ anh phải vô làm lại. Có gì á, tối nay anh quà, anh chở tụi từng anh đi chơi, đi xem phim, đi ăn ha. Dạ, vậy cũng được. À, anh về trước nha. Dạ. Bye bye. Đúng là người đàn ông lý tưởng mà, lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng mình hết. Để coi thử trong này có cái gì. Ủa, sao lại dâu tây với lại trà xanh là sao? Rõ ràng anh biết á là mình không thích mấy cái này mà. Chẳng lẽ quen nhau 2 năm rồi mà anh quên hả? Ủa, sao có thể giống nhau y đúc, từ ngoại hình, cách trang trí, sô-cô-la bên trong cũng giống nữa. Ngay cả cái thiệp này y chang luôn. Nhưng mà sao cái này lại là Minh Thư? Mình tên là Hoàng Lan mà. Có khi nào là lộn không ta? Phải gọi hỏi shop mới được. Ủa, cái shop hồi nãy mình vừa có live stream nè. Trời ơi, trùng hợp quá vậy. Alo. Shop ơi, mình có nhận được một hộp sô-cô-la từ người yêu của mình, tên là Nguyễn Đình Khánh á. Nhưng mà mình tên là Hoàng Lan mà. Nhưng mà trong bức thư á, lại ghi là Minh Thư. Ủa, shop có giao nhầm sô-cô-la cho người yêu mình không vậy? Dạ. Chị ơi, chị đợi em chút xíu để em check lại giùm chị nha. Anh Nguyễn Đình Khánh đặt 3 set phải không ta? Đúng rồi. Gửi cho chị Minh Thư, chị Ngọc Hân và chị Hoàng Lan. Gửi tới 3 người luôn hả? Chị ơi, em xin lỗi chị nha. Tại shop đông người quá nên gửi nhầm rồi. Chị là Hoàng Lan chứ không phải là chị Minh Thư. Dạ, em xin lỗi chị nha. Mối quan hệ hiện tại của cô với anh Khánh là gì? Nếu cô chịu nói cho tôi biết, tôi sẽ tiết lộ chuyện động trời mà anh ta đã gây ra cho cô. Tôi với anh Khánh là đồng nghiệp làm chung công ty thôi. Rồi tụi tôi nói chuyện qua lại với nhau, tiến tới hẹn hò yêu đương thôi. Đồng nghiệp? Vậy cô có biết là anh ta đã có người yêu chưa? Cô hỏi vậy là có ý gì? Anh ta nói với tôi á, lại mới chia tay người yêu rồi. Cô coi đi, đây là hình hai đứa tôi chụp chung với nhau. Nếu như mà chia tay, sao mà có mấy tấm hình này được vậy? Anh ta vừa mua 3 hộp sô-cô-la để tặng cho 3 cô gái khác nhau. Trong đó có tôi, cô và một cô gái khác nữa. Đúng rồi nè, hộp sô-cô-la của anh ta tặng tôi nè, y chang như vậy luôn, không khác một chút nào hết. Khốn kiếp mà, dám lừa tao. Để tao coi tụi bay hạnh phúc được bao lâu. Hiện tại anh ta đang ở nhà cô gái thứ 3. Cô có muốn tới đó để xử cho tôi Sở Khanh đó một trận nhớ đời hay không? Khốn nè, anh cũng nói với tôi là anh mới chia tay người yêu cũ, nhưng mà anh vẫn còn quen hai người này. Nếu như mà hai người này không phát hiện ra anh phản bội họ rồi tới đây vạch trần anh, thì anh tính lừa tôi tới khi nào hả? Nè, các cô bình tĩnh lại đi. Làm cái gì vậy? Hả? Tôi nói cho mấy người biết, đây chỉ mới là giai đoạn tìm hiểu, đúng không? Thì tôi có quyền tôi tìm hiểu nhiều người.
Trong lúc đó tôi sẽ có quyền tôi lựa chọn người nào hợp nhất và người nào ok nhất, tôi chọn người đó, đúng chưa? Hà cớ gì đâu mà cho đã làm rần rần vậy hả? Cũng có cái miệng đó mà sao không nói được lời nào tốt đẹp vậy? Cái thằng này nè, nó chỉ đem chị em tụi mình ra làm trò tiêu khiển cho nó. Nó tính đem tụi mình ra làm phép thử hả? Được rồi, bữa nay tụi mình phải dạy cho nó một bài học nhớ đời. Nè, làm gì vậy? Ây da, 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 ây da,